Đủ rồi, không chịu nổi nữa, đi ra ngay. Rất sẵn lòng, đến lúc rồi. Đây chẳng muốn nhận thứ gì của anh cả. Kết thúc rồi, hy vọng không bao giờ gặp lại. Tuyệt đấy, anh quên cái này rồi nè. Dừng lại ngay. Nè, cái này đâu phải của anh. Phải rồi, bìa cắt tông đâu phải gu của anh nhỉ. Đây, lấy hết luôn đi. Chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Không bao giờ. Ồ, có vẻ như cái này là của mình nè. Tuyệt vời, tạm biệt. Tuyệt đấy, quả là vui. Không có anh ta mình vẫn ổn mà. Làm sao để di chuyển cái này đây? Nặng quá. Cái gì đây? Wow, không thể tin được mà. Như thường lệ. Tất bẩn nữa chứ. Ừ, ghê quá. Yay, cái gì đây? Cái mùi. Wow, mình nghĩ có gì đó trong này nè. Không thể nào, là tiền. May thật anh nha. Đến lúc phải ra khỏi đây rồi. Người ba giàu làm việc rất chăm chỉ, và anh ta chẳng có thời gian để chơi cùng với con gái. Có lẽ vài tiếng thở dài sẽ thu hút được sự chú ý. Chúng ta chơi được chưa? Con không tìm được việc gì khác để làm à? Tiền nữa à? Thiệt luôn. Đợi đã, đừng có khóc. Ba sẽ nghĩ ra cách khác. Biến pháp ít màu vàng còn tuyệt hơn chứ. Cho con nè. Wow, tuyệt quá đi à. Nhấn những cái nút và xem điều gì sẽ xảy ra nha. Ok, thử một chút vậy. Wow, đồ ngon. Mình thật sự rất đói. Ngon quá đi. Gì nữa? Tuyệt vời, máy chơi điện tử nè. Giờ mình có việc để làm rồi. Nó không hoạt động ba ơi. Đợi đã con yêu, ba đang dở tay một chút. Không, không được đâu. Cứ đẩy tiếp đi. Wow, tuyệt quá đi à. Mọi người sẽ rất ghen tị đây. Cảm ơn nha ba. Mẹ, mẹ sẽ không tin chuyện này đâu. Chúng con đã chơi pop it đó. Lúc đầu con ăn bánh, rồi chơi trò chơi điện tử. Và con có chiếc điện thoại cực ngầu nè. Oh wow. Nhưng người mẹ nghèo cũng có thể làm gì đó nữa. Happy, nhìn mẹ có gì nè. Thôi nào, thử đi. Cùng làm đi. Và tặng kèm theo với giấy chống sốc, con sẽ được cù lét. Không, không, không. Ôi, làm ơn. Mấy giờ rồi ta? Đến lúc tạo kiểu tóc hoa lá rồi. Wow, trông đẹp đó. Con là công chúa mà. Được rồi, đến bước tiếp theo. Ngạc nhiên chưa? Sữa chua có ngon không nào? Ngon lắm. Quá đã. Ồ, miếng hấp ít. Ăn hết đi con yêu. Bạn không tin được đâu. Mình chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả. Này, còn nói trong bao lâu nữa vậy? Không phải chứ, anh ta làm gì ở đây? Wow, mình sẽ gọi lại sau nha. Chào buổi chiều, chúng mình có thể giúp gì cho bạn? Mẹ, nói chuyện được không? Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Đây, của em nè. Anh hiểu rồi, có đủ không? Anh sẽ đưa em thêm. Sao anh dám? Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Anh không mua chuộc được ai đâu nha. Đi đi. Wow, nhiều tiền thật đó. Mình nghĩ mình sẽ dùng một ít nè. Chắc là không ai để ý đâu ha. Được thôi. Thật luôn, hoàn hảo. Lối ra ở đằng kia. Ít nhất cầm cái này đi đi. Đổi bằng vàng. Thiệt luôn hả? Cầm lấy tiền của anh và biến đi. Ngay. Đúng là ác mộng mà. Đến khi nào mới kết thúc được đây? Ba ơi, xem con tìm thấy gì nè. Có tiền không ba? Con cũng muốn có. Đó là hình xăm hả? Hình thật đó. Bà sẽ để con xăm mà đúng không? Con bị làm sao vậy? Tất nhiên là không rồi. Ô, đi mà. Nó hợp thời lắm. Không đời nào. Đừng có hòng nha. Abby, có chuyện gì à? Có đó. Bà không để con xăm hình. Tội nghiệp con. Sao lại không chứ? Chúng mình sẽ nghĩ cách khác nha. Được xăm ạ. Tất nhiên rồi. Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến tiệm xăm ngay. Ô, tuyệt. Mẹ là tuyệt nhất luôn á. Chào buổi chiều, mình muốn xăm hình. Nghiêm túc hả? Nhưng bé bao nhiêu tuổi rồi? Đi mà, xin cô đó. Nhưng cô không thể. Sao không thử hình xăm tạm thời? Được rồi, cô nghĩ mình có thể nghĩ ra cách. Cảnh báo con trước, nó sẽ đau lắm đó nha. Bắt đầu đi ạ, con chịu được. Tuyệt vời, mình hy vọng con bé sẽ không nhận ra. Cái gì vậy?
cô xong rồi à? Gần rồi, chỉ cần chấm lại một chút nữa thôi. Xong rồi nè, đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Con thích không? Đẹp quá đi. Ừ không, biết ngay mà. Có qua thì phải có lại chứ. Mình nghĩ có gì đó sai rồi. Cảm ơn, ta phải đi rồi. Chúng mình đang vội lắm. Mình không biết sự bất ngờ gì đây. Đừng nhìn lén nha. Đây, cho con nè. Giờ con xem được rồi. Thiệt sao? Đây là giày thể thao à? Con muốn chúng lâu lắm rồi. Con có thích không? Con thích lắm. Nhưng có gì đó sai sai nè. Đúng rồi, có lỗi nè. Chẳng sao cả, sửa lại dễ lắm. Tuyệt. Nó giống y hệt đồ hiệu vậy. Thật tuyệt, mẹ là người tuyệt nhất. Ba ơi, ba có gì vậy? Không gì đâu. Chỉ là chút ngạc nhiên nhỏ thôi à. Wow, chúng được làm bằng vàng hả? Tất nhiên rồi, con nghi ngờ ba sao? Chỉ duy nhất một đôi thôi đó, không ai có nữa đâu. Wow. Phải, con mong điều gì nữa vậy? Thì sao con không mang thử đi? Chúng nặng quá. Yeah, chúng thật tuyệt. Con thích không? Tất nhiên rồi, ba là người tuyệt nhất mà. Không, Abby. Anh không hiểu hả? Là lỗi của anh đó. Phải, chúng thật sự quá nặng. Sao anh cứ lại ngồi đó? Làm gì đi chứ? Đủ rồi đó, cảm ơn. Chúng mình thật sự rất cảm kích đó. Hãy chào mừng các thí sinh của chúng ta. Xin nồng nhiệt chào đón. Đừng lo mà, con yêu. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Chúc may mắn, con tuyệt lắm. Và mẹ chẳng chuẩn bị sơ sài. Thật sao ạ? Xem anh có gì nè. Cái gì thế? Ngầu hơn của em luôn. Nè, đó là chỗ của mình. Thôi nào Abby, cứ làm đi. Con bé sẽ thắng là cái chắc thôi. Chúng em đã tập rất chăm chỉ mà. Chân váy đẹp đó mẹ à. Con sẽ trở thành người tuyệt nhất con yêu. Thật sự luôn. Anh cũng có góp phần mà. Của con đây Abby. Muốn thành công thì phải cổ vũ bằng tiền nha. Cảm ơn ba nha. Nhìn kìa, bắt đầu rồi. Thôi nào, đi thôi. Và người chiến thắng là Abby. Wow, mình không thể tin được. Mẹ à, ba à, con giành được rồi nè. Chúc mừng nha con yêu. Chúng ta rất tự hào về con. Trông con như thế nào? Có tuyệt không? Rất tuyệt, con cứ như siêu mẫu vậy. Chưa hết đâu nha. Cái này thì thế nào? Không thể tin được, con đẹp quá à. Con có ổn không Abby? Không sao đâu mà. Con làm mẹ lo đó. Tội nghiệp con. Mẹ tin thiệt luôn hả? Con lừa mẹ nè. Nhìn xem cô dâu đẹp như thế nào kìa mẹ. Con nghĩ con cũng giống cô ấy. Mẹ biết. Mẹ cũng từng mặc váy cưới mà. Đó, mẹ khóc thật rồi. Ba không thể tin được. Con nói thật hả? Cơ hội đây rồi, không lỡ được nha. Ba biết nên làm gì? Cái này thế nào? Không ba ơi, mẹ thích hoa cúc mà. Thôi nào đi thôi. Con có ý này nè. Đây nhìn đi. Đây đúng là những gì ta cần. Có tuyệt không? Thôi nào, cười đi. Ta nên chụp hình nè. Có gai. Đây là lần đầu tiên ba thấy hoa cúc như thế này đó. Không sao đâu, mọi thứ đều đáng cả mà. Xong rồi, con nghĩ mẹ có thích không? Con nghĩ ai đó đang đến kìa. Nè, chuyện gì vậy? Trả lại đống hoa đó đây. Mẹ ơi, cho mẹ nè. Hoa cúc à? Phải, và ba đã đem đến đó. Anh ta điên rồi. Anh ta lúc nào cũng lãng mạn cả. Wow, anh ấy hài hước ghê. Yay, hai người quay lại rồi. Con cứ mong điều này mãi. Chúc mừng sinh nhật Abby. Hy vọng con thích nó nha. Thật tuyệt quá đi à. Cảm ơn mẹ, con thích lắm. Chơi vui nha. Mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì. Thật ngọt ngào quá. Thật tốt khi cô ấy có thể tặng những món quà bình thường. Của con đây, quà của con nè. Wow. Không biết có gì ở trong ha. Nhanh lên và mở ra đi. Con sẽ thích nó mà thôi. Chìa khóa. Tất nhiên rồi, chìa khóa xe. Xe thật đó nha. Đó mới đáng là quà chứ. Không ngờ được, con muốn thấy nó. Wow, tuyệt thật nha. Anh bị sao vậy? Kiểu quà tặng gì vậy? Dừng lại đi, con bé thích mà. Không, không thể hiểu nổi mà. Sao lại đưa thứ đó cho một đứa trẻ chứ? Wow, thật là tuyệt quá.
làm sao để khởi động đây? Wow, hình như con đang lái nè. Ôi kìa, Abby đó, cẩn thận. Chúng ta ổn rồi, sợ thật đó nha. Không sao rồi, anh ở đây nè. Mẹ, ba, hai người làm hòa rồi, con vui quá đi. Bạn có thích câu chuyện của gia đình đặc biệt này không nào? Còn cách nào khác để giúp hai người họ làm hòa không? Hãy bình luận ở phía dưới nha. Và hãy chắc rằng bạn đã thích video này. Đăng ký kênh của bọn mình và nhấn vào chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ mẫu chuyện nào về phong cách sống từ kênh Trum Trum Select nha.